Xin chào các bạn, mình tên là Linh, mình ở Long Thành, năm nay mình 21 tuổi. Mình đã từng làm hồ sơ đi học du học Mỹ và đã từng rớt 3 lần, vì thế mình chuyển qua đi du học Canada. Lúc đầu khi nghe chị tư vấn kêu là tài chính của nhà mình không đủ tốt thì mình thật sự rất là lo lắng, vì mình đã từng rớt 3 lần Mỹ, nếu lần này rớt Canada nữa mình thật sự không biết là mình sẽ đi nước nào nữa. Nhưng mà bù lại cái học bạ của mình nó tốt, vì thế mình có thể nhận được visa du học Canada. Mình thật sự rất vui vì Canada là nơi cho mình tiếp tục ước mơ du học của mình. Mình có một vài bí quyết chia sẻ với các bạn là khi chuẩn bị hồ sơ thì gia đình mình đóng sổ tiết kiệm khoảng 1 tỷ. Bên cạnh đó gia đình nhà mình có công ty, vì thế nó cũng hỗ trợ rất nhiều về vấn đề tài chính cho mình. Chị Quỳnh ở trung tâm đã giúp đỡ mình rất nhiều, đó là về chọn trường, chọn bang, nó đều phù hợp với mình. Bên cạnh đó, vì nhà mình ở xa cho nên rất ít khi lên trung tâm, thường là gửi hồ sơ bằng gửi mấy cái giấy tờ chị Quỳnh cần bằng bưu điện, cho nên cũng hơi khó khăn. Sau khi nộp hồ sơ thì khoảng 1 tuần rưỡi là mình có thể nhận được kết quả. Thật ra lúc đầu thì nó gửi về một cái tờ giấy thì gửi về mail mình một cái thư gì đó mình không biết, thế là mình gọi lên cho chị Quỳnh và nhờ chị Quỳnh, mình đã biết là đó là cái tờ giấy để mình có thể đi qua cửa hải quan. Vì thế chị Quỳnh đã nói là mình đậu, nhưng mà mình thật sự không tin. Đến ngày hôm nay lên cầm hộ chiếu và nhìn thấy có visa ở Canada, mình thật sự mới tin. Mình thật sự rất vui vì mình đã bỏ ra 1 năm để chờ đợi mới có được ngày hôm nay. Mình thật sự là cảm ơn chị Quỳnh, cảm ơn trung tâm và cảm ơn tất cả ba mẹ, những người đã giúp đỡ mình trong thời gian qua. Mình đã từng đi làm ở hồ sơ ở những trung tâm khác, nhưng mình cảm thấy Tân Đại Dương là thật sự là một trung tâm tốt. Tư vấn mấy anh chị tư vấn rất là nhiệt tình, và mình có thắc mắc gì mình cũng luôn luôn có thể gọi và hỏi mấy anh chị. Mình rất hài lòng về Tân Đại Dương. Bữa sau ví dụ mà nếu có ai đó mà muốn đi du học, bạn bè mình hoặc là người thân mình nhất định sẽ giới thiệu đến Tân Đại Dương. Mình đã từng làm hồ sơ Mỹ ở công ty khác và mình đã rớt 3 lần. Vì thế mình quyết định chọn Canada, bởi vì Canada cũng là một đất nước phát triển và nó nằm gần sát bên cạnh của Mỹ. Học tập bên Canada cũng được rất được chú trọng. Bên cạnh đó, Canada có nhiều chính sách ưu đãi cho sinh viên, và con gái của bạn mẹ mình cũng học ở đó, cho nên nếu mình qua Canada thì sẽ có người giúp đỡ cho mình khi mình đi rời xa gia đình. Mình học ở trường Humber College, nó nằm ở Toronto. Khi nộp hồ sơ các bạn nên nộp đầy đủ hồ sơ tài chính và hồ sơ học tập. Chị Quỳnh sẽ giúp đỡ các bạn. Chúc các bạn thành công.